thầy có ốc á, thầy có ốc á, thầy điệu có ốc luôn, thầy điệu ốc kìa, nó đúng 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 thầy có ốc kìa, bữa như bữa đắt luôn kìa kìa, vừa giết vừa dặn á, em để vô sao được kìa. Ê, chạy gì bữa không nổi. Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì buổi xế xế chiều hôm nay thì có mấy em ở dưới ra biển hộ hả? Thiên hộ. Thiên hộ phải không? Thiên hộ anh em, thiên hộ ở dưới cả bè anh em. Thì cách mình tầm cỡ cũng mấy chục cây nha. Đi qua kìa ông đó, sao ông ngồi trên đó lại? Kìa đây nè, 1, 2, 3. Hồi sáng là đi qua tới 5 chiếc rồi đúng không? 5 chiếc. Mà hai ông nhỏ đó sao chạy về? Sợ mẹ quá chạy về. Bữa hồi nãy có hai ông nhỏ kia anh em, nhưng mà hay chạy cái sợ mẹ la hay chạy về trước hết rồi nha. Nên còn có 3 chiếc nha anh em. Đó, 3 chiếc xe khá dữ luôn á. Thường thường anh em thấy xe chạy bố hắn ở nằm dưới phải không? Bữa nay bố hắn nằm dưới xưa rồi. Bây giờ xe chạy mà bố hắn nằm kim loại nha. Đó, đẳng cấp. Nhà bố hắn nè. Bố hắn nằm bộ xe luôn. Ghê thiệt. Đây, 3 chiếc anh em, 3 chiếc Asama nha. Có bu tuôn chắc kiểu kìa anh em. Đó. Kè dán kìa. Chiếc bên đây có ai hả? Để mình review chiếc bên đây quanh đó trước cho anh em coi nha. Chiếc đầu tiên thì của em trai này nha anh em. Đó. Đây. Chiếc này thì em mày độ 7 bình hả? 7 bình. 7 bình em ơi, 7 bình nè. 7 bình nhưng mà mình thấy cái dây điện lỗi sao mà nó quá trời nhiều anh em ơi. Anh em có này mấy chục cộng luôn á. Nè. Cái bó này anh em nghĩ chắc hơi nhiều cộng đó nè. Mà 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mười mấy cộng luôn á. Một nồi luôn á. Thì em mày lọn đi anh em. Dây chip thì lỗi em nó câu chung vô một chùm mày luôn nha. Khá dữ luôn á. Ủa cái này bị gì mà em lọn lại hả? Hay nước vô á. Tới giáo thiệt. Con kèo. Con kèo lại. Kìa có CB anh em, CB. Carbon này mà thấy cũng hơi lạ các bạn nè anh em. Anh em thấy cái gì? Có đít chai đi không? Bừa. Ủa đít chai để làm gì á? Ướt nhẹp luôn kìa ba. Hả? Đục lỗ này nè. Đục lỗ này nè. Đục lỗ này nè. Đục lỗ hả? Gắn quẹt á. À có quạt gió này anh em ơi. Này anh em nhìn kỹ thấy quạt gió này nha, này quạt gió vuông vuông nè. Vậy là em này gắn quạt mà sợ nước vô. Nhưng mà trong bo thì có đục cái lỗ rồi. Cho nó mát. Đó, khai khét á. Còn xe này thì hồi nãy mình thấy có dán gì độc lạ lắm em ơi. Dogemon anh em, đây là Dogemon nha. Trên đây nè anh em. Đó, Dogemon. Kìa hắn. Cái này bữa hồi đó giờ anh em thấy thắng cột dây gút đúng không? Hôm nay có cái này mới mẻ hơn nữa. Thắng cột bằng dây khủng trang. Bữa giống nội. Kìa, thắng bằng cột dây khủng trang nha anh em. Ai mà dây này nó hay hơn dây gút là cái này nó có đàn hồi nha. Có đàn hồi nè, còn dây kia đứt luôn. Đó, nói chung cũng khá ok á. Ổn áp hết luôn á. Bên đây thì ta hắn cơ gắn bên dầu nghe làm kỹ nha. Ở trên thì đó anh em miếng này miếng gì nè. Hồi nãy lúc đầu tiên á mình nhìn miếng này á anh em mình nghĩ cái miếng này là cái miếng mà trong cái mấy chiếc dép mà cắt ra anh em. Nhưng mà không phải nha, cái miếng này là miếng kiểu bên đây thì ví dụ thực tế hả anh em. Kiểu mà miếng dán tường á anh em. Kìa. Anh em thấy mấy cái cạnh cạnh không? Nè mấy cạnh cạnh ha. Cái kiểu mà mấy miếng mà giả mà để dán vô tường á cho nó có kiểu cọi nọ anh em. Tới gáo thiệt chứ. Mẹ mày khá sáng tạo luôn á. Cắt ra cái hình Dogemon dán luôn mới chịu nha. Quá dữ luôn. Kìa dán hai bên thuộc kìa anh em. Quá tế luôn. Có ốc titan nè. Hai bên có ốc titan luôn nha. Sườn thì đi màu xanh trên đi. Có cái móc này nè. Móc. Rồi xong. Lọt luôn. Bánh này thì bánh sao hắn qua YouTube nha anh em. Đó. Quy ít cây rưỡi, có ăn trước không? Ăn trước không ăn, hết bó luôn. Chò không à. Trời dài, hắn dò luôn, tới gáo thì chứ. Dò luôn, bữa luôn. Rồi, cái này mới bữa anh em. Hồi nãy giờ mình thấy cái này mình thắc mắc hoài sao mà nó chưa xì nha anh em. Nè,
Cái này có con gì vậy? Ốc xà da. Ốc xà da đâu, gắn đây ông nội. Cái tầng lưới đó. Nó không xì luôn hả? Không. Đá, nó xì sáng luôn. Trời trời, tới gáo thiệt chứ. Bự quá anh em ơi. Mấy em mày đi xuống này cũng 30-40 cây đâu ít đâu hả? 40 cây. 40 cây mà để bánh xe chạy luôn á, dữ thiệt chứ. Chạy tới nó không xì luôn hả? Không. Sáng xì bơm rồi. Nghe bơm người mới đi nữa. Tâm linh với ba. Thôi chịu luôn. Tới cực thiệt. Để anh kia này về test bánh xe thử cho anh em cùng nghe tiếng nha. Bo này em đi bo 2k. 2k phải không? 2k. Bánh này cây gửi. Kìa. Im nha, thấy im á. Cuộc đây cây đực cây cái anh em, cây đực cây cái. Bên đây cây đực cây cái luôn. Giao lưu. Giao lưu với nhau nha. Tới gáo thiệt. Giờ tới chiếc của ông ở đây nha anh em. Ông ở đây thì nói chung độ cũng khá là tới gáo xíu. Xe này có ông nào nha. Của em. Đây, cái này của em này anh em. Nãy mới tính chấm bài đề nha. Dạ kìa. Vậy làm bên cho cha. Chung nghệ bài mỏng này vậy mà. Này, cái này full bài. Ghê, full bài nè anh em, nói chấm full bài nè, thấy không? Chấm nè, bài full. Quá đã luôn. Thấy này là thấy tới gáo rồi, mạnh nè anh em ơi. Bữa kìa. Trời trời, cái yên nó ngỏ dục luôn rồi. Hồi lấy gì nó ngồi chạy vậy. Bo này em này đi bo đen anh em. Bo đen. Bo đen chỉ đỏ nha. Bánh này bánh bót 8 nhiêu quá hả? K2 anh em. Bánh bót K2. Gấp quay nha. Này chế gấp quay nè. Đó, 7 bình luôn. 7 bình yên này thì nói chung thì nó bị gì ta? Kìa. Vừa với ông nội. Tới bụng hả? Tới bụng quá nặng quá. Tới một chuyện gì chứ. Cái này nói chung bị siêu que anh em ơi. Kìa tới hắn kìa. Tới hắn cái chàng hắn rồi ông nội. Mắc cài hắn luôn. Hắn dép luôn mà. Hắn dép luôn, có chìa phá đây mà em bật chìa phá vậy luôn nha. Đó. Sườn này được sơn màu xanh. Em dắt sơn nhà luôn quá ta. Sơn nhà luôn. Bên đây còn gì không nha? Cầu chân trống nè. Bên trước thì son su 5 cây đôi anh em. Bộ này trên bộ cái cục sạc các kiểu nè. Mấy này mấy cục sạc anh em. Đó. Cái này cũng 133 luôn nè anh em. Quá im luôn, cầm ép dép luôn. Để cái này quay test bánh thử cho anh em coi chiếc này nha. Kiềm bánh trước lại. Kiềm trước nha, để full bài ổ lộn để nó bóp đầu á. Nghe của em ha, em gùi anh em ơi. Rồi giờ tới chiếc này nha anh em. Chuyện này thì em này không nhiêu mà anh để xe này anh thấy nó có một mà cái gì đó nó xanh đỏ anh em, cái kiểu mà xanh đỏ nha. Đó, để giúp anh review cho anh em coi. Đây xe của em này nha anh em. Hello anh em nha. Đó, trước mắt anh em thấy dép màu xanh thấy không? Quá đã luôn. Xe này thì em này đổ cái gì ta? Để coi dàn trên thì đi. Ô có đồng hồ gì nè em? Đồng hồ à. Đồng hồ chữ là mã hay gì nè anh em? Phải không ta? Là mã. Đồng hồ kìa. Là mã. Đó. Quá dữ luôn. Thì cái này là bình dầu nghe anh em gắn vô cái tờ thắng nha. Đó, còn bên đây cũng là bình dầu luôn, gắn vô tờ thắng luôn, biết tờ thắng ở đâu nha. Hôm trước mà không có. Hôm trước không có nè. Ê, từ từ. Nó thấy sai sai nó. Từ từ đi. Xì tin nha. Mắc lại 5 giây rồi. Xì tin cái gì vậy? Xì tin. Trời trời nè, chảy này nè anh em. Kìa, bữa kìa. Tới gáo thiệt chứ. Rồi cái xanh xanh đỏ nãy anh em chỉ anh em đúng không nè, trước mắt nè anh em à, thấy nè. Nè, đỏ xanh nè đúng không? Đỏ xanh đúng không? Từ từ, chưa. Nè. Đỏ xanh nè đúng không? Nè từ từ. Đỏ xanh nè. Ủa? Ở cái xanh đỏ nè, lộn. Đó. Nè, xanh nè, xanh nó buộc không hả? Sơn gà tới gáo vừa chứ. Em bơm bơm đâm đớm. Công nghệ đâm đớm. Ông em này sơn nhà nha anh em. Đó. Gió dữ luôn kìa. Vậy? Vật gió. Vật gió hả? Vật gió ba màu. Vật gió. Cánh gió hả? Xanh đỏ. Xanh đỏ kìa. Nè, xanh nè, đỏ nè, trắng nè, xanh đỏ trắng nè. Mình thấy em này khá là thích thú với màu xanh đỏ anh em ơi. Nè cho từ từ. Cái này xanh hả? Có nào đỏ không? Không. Không. Cái này đỏ nè. Cái này đỏ đúng không? Ừ. Rồi bật đèn cho anh em coi. Đèn cũng xanh đỏ nè anh em. Nè xanh.
đỏ nè, vàng luôn nha, có cam luôn nha. Cam hay vàng hả? Vàng. Cam hay vậy, cam vàng vậy đó, xanh đỏ luôn nha. Đó, quá tới luôn. Xe này em mày đi theo phong cách xanh đỏ nha. Đam mê xanh đỏ. Đam mê xanh đỏ. ECU thì đi cấu hình 100S nè, 100S. Đó, 7 bình nha. Dây dây 6 hả? 6 chấm. Dây 6 chấm. Bánh này thì bánh QS 3000 anh em. 3014. Heo đỏ luôn nè, nó có heo đỏ nữa nè. Đừng nói heo sơn lại nha. Đâu có heo gì đó. Đúng không? Heo zin. Đừng sơn chứ. Còn bát này thì bát hàng lại luôn nha anh em. Đó, bát hàng luôn. Khá đỉnh đường. Kìa, muốn hai cái gì phải cắt cái này ra nha anh em. Gì vậy? Đây, còn qua tới đây thì em mày dán full bình bằng những cái này ghi bằng cái gì ta? Em Dogemon. Dogemon, những miếng xốp dán tường. Xốp dán tường nha anh em, quá đã luôn anh em. Đó, tặng bây giờ cái này tận dụng hết những gì đang có anh em. Đó, tận dụng xốp rồi cái kiểu đó nha. Đồng hồ này, đồng hồ còn cháy không? Còn. Còn cháy luôn kìa anh em. Đây con sẽ được luôn nha. Tặng không phế nha, sức giờ mũi vẫn được nha. Có móc đây luôn nè. Đó. Nói chung công nghệ xe này thấy cũng khá là tiên tiến á. Công nghệ khá là tiên tiến anh em. Cái này gì vậy ba? Kìa. Ê, cái cậu viên xích chói vô đâu ấy. Cái này bị ta lấy cái bát rồi, lấy cái bát khác cắn vô. Lấy bát khác cắn vô. Đó, em này lấy đi. Chế lại đi anh em. Khá là dữ á. Cái nào tận dụng được chế lại nha. Có vẻ nè anh em. Yên cắt luôn nè. Dịu à. Đây có cái yên cắt nè anh em. Ồ, oh, khá dữ luôn. Giờ để test thử bánh xe cho anh em nghe tiếng thử cái chiếc bánh xe này nha. Quay mướt nha anh em. Im nha. Đó, à còn quên rồi, hiếu một thứ rồi anh em ơi, chút xíu rồi hiếu cái này rồi. Bánh cầm trước. Đây, cái bánh cầm trước này em niền Mio 14 inch nha anh em. Đó. Đùm em sơn lại màu vàng đậm luôn hả? Vàng gold, vàng gold em ơi, vàng gold đang đồng à. Quá dữ luôn. Mình thấy khá chiến á. Đa số chắc là em mày tự làm nhà nhiều hơn anh em. Được. Cái này không à. Cái này đừng nói em hàng nhà luôn nha. Đâu có cái này hàng nhà, tại mấy hàng nhỏ á. À. Nhỏ xíu á. Hàng nhỏ nè ơi. Đa số thấy làm nhà nhiều á. Đừng làm nhà không, không làm tiệm. Là hàng hết luôn hả? Làm nhà không luôn á. Ai bây giờ anh có ý tưởng này cũng khá hay này, nãy vừa nữa em sơn xe đó phải không? Cái em sơn phân nửa phải không? Phân nửa màu xanh, phân nửa màu đỏ luôn. Phân nó hai màu, bên xanh bên đỏ luôn. Em đổi cáp rồi. Cái kiểu mà nhìn bên đây là màu xanh, còn nhìn kia là màu đỏ nè, nó hai màu nè. Sơn chiếc cáp nửa xanh nửa đỏ. Nửa xanh nửa đỏ, nhìn bên là nó gam màu anh em. Đó, để giờ anh em chạy thử cho anh em coi thử nha. Rồi, chạy thử đi chiến đi. Không nhảy không? Chân chân là không nhảy à? Cái đất thì không nhảy. Cái đây nó không nhảy. Kìa. Ồ, khá ok á. Chỉ cái 7 bình nè, khá khét á. Chạy kìa, chạy như máy cài. Đà nó trên này hết rồi. Như máy cài luôn nè. Cái gì vậy ba? Ba. Ba nó mới chạy đâu không cầm. Hậu quán chạy kìa. Ai mà khoái em chạy. Chiếc đó đốt phòng nổi nè em ơi. Từ từ đi, từ từ đi. Rồi hắn rồi, hắn được rồi, hắn được rồi. Hắn được ông cứu ơi. Xe của hắn chạy kìa. Xe em nổi hắn dọ. Tí kéo giờ thì chứ. Trời trời bữa chứ ông nổi. Đốp đốp nổi không? Từ từ để quay cái này đốp 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 một cái. Ghê tại. Chi bị nhảy hả? Chi bị nhảy. À có chi bị nó bảo vệ nè. Nhảy rồi anh em ơi, nóng rồi nhảy rồi nè. Nóng quá nó nhảy, chi bị quá nhỏ. Chi bị của em bao nhiêu A? 90A vậy. 90A hả? Chơi cái 150A ok rồi. 150A mới được. Chiếc này sao rồi? Chiếc đó nó chạy không được. Chiếc đó nó không có làm gì, xe zin. Xe zin nè em, thấy cái cầm điện hay tới nè em. Xe zin này có full bài anh em ơi. Xe zin full bài luôn nha. Full bài hậu. Tới gáo thiệt. Rồi giờ tới, bây giờ tới tắm sông trình diện. Ủa bảy tắm sông tắm biển nha anh em. Kìa. Rồi. Rồi vô cống luôn chứ.
Ê, em biết dặn cho nó tự nhiên nó có cái dắp vô đi làm gì không? Để có mấy ông nào kiểu mất hắn cái vậy dắp đó vô cái gà hắn lại á. Rồi, rồi. Giờ, rồi. Bữa chạy vô bữa. Tới giá thiệt anh em ơi. Ai xe không gắn thắng gì không? Nó có đó anh, trong bội đó. Mà nó chưa gắn. Trời trời. Gà thắng, ta chạy nó gắn xe không lại. Chạy thắng để bỏ vô bội. Thắng dò. Thiệt tới thiệt anh em ơi. Ủa bội này có em Vinh luôn hả? Full bài. Full bài. Có làm bài chưa? Rồi, bài đề bài hậu. Bài đề bài hậu luôn hả? Hay vậy thấy đề cũng được được đấy, tạm tạm anh em. Đó, khá là ok luôn á. Rồi nhảy rồi, mấy ngày CB nhảy phải không? Dịu ba. Từ từ. Thấy giống cái sai sai đâu rồi. Không 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 còn anh em ơi, chưa chứ. Bữa nó cuốn nổi. Có xe này giật cuốn nổi ghê. Xe này có giật đằng kia lại á. Chở đằng kia giật lại đi. Tại có gì mắc hắn ủi nó được. Ai ai lụm cái yên lại. Từ từ để đứng như đây đi. Đứng như này cho nó quay cho rõ à. Từ ban công không này. Nào những pha cuối cực gắt à. Dục đồ hết. Kìa. Chạy. Ê chạy gì bữa không nổi. Chết mẹ cả vậy ơi. Trời trời ơi. Cái gì kìa. Công nghệ qua phải không nè. Công nghệ qua kìa, qua lên trên trên chó. Ghê thật em ơi, khá khét á. Tới gì ông nội. Cái này lộn nhựa anh em, lộn nhựa giật bánh đồng mới ngon. Nó đụng nhựa anh nghĩ chiếc té ở đâu lắm bời. Ê, ở đây chiếc cát không sao không nha. Ở đây chiếc cát giật bánh đồng nó bươi. Không bươi hả? Tới giáo dừa thiệt anh em ơi. Khá chiến á. Đó giờ chắc mấy em này cũng như vậy vậy mà. Anh em ơi chờ điện nghe còn gì còn gì nữa nghe còn xa lắm. Ông này chơi một pha rồi. Hồi nãy mình tưởng nó lật. Nắm xe kéo vòng lên chứ bước hiềm luôn này qua anh xuống nha. Tới gáo thiệt. Bữa. Cái gì á? Shipper chịu không nổi, shipper xài béo á. À shipper xài méo. Quá dữ luôn nè. Long là hả? Ai? Chắc mình xin được kết thúc clip luôn anh em ơi. Chạy chấp tay nha. Bữa. Ông kia đâu rồi? Ai cái nó bảo hiểm ai cho nó biết đó. Kìa sấy kìa. Rồi. Rồi. Từ từ đừng manh động, đừng manh động, đừng manh động. Cái con ốc đâu rồi? Lấy con ốc nhét vô lẹ, tốc độ đi, dặn ốc titan đừng nhét vô. Chưa có xì ra nè. Nhanh đi ba. Ê, dặn lại con ốc được trên đây nè. Bậy bỏ con đi kiếm con ốc được trên đây nè. Không đâu tiêu rồi. Bậy kiếm con ốc được trên đây nè. Từ từ tốc độ đi, nhanh đi nó xì ra dơ nè. Không có dừa. Dừa không? Lấy lại. Dặn vô, dặn vô tốc độ. Dặn vô, dặn vô. Hả xì đó. Đạp vô được không? Không được. Hả xì không còn. Để im, đi, anh để im gì đó hết xì à. Tôi nghĩ qua anh em ơi. Má tơ cứt như chạy. Kìa. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, 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 đúng. Còn, còn. À vậy là hồi chạy nhảy này chứ có nó bự hơn tống vô. Bơm lên lại. Bơm lên lại. Đi, nhìn nhanh lên tốc độ đi để hồi nó xì bây giờ anh nè. Viết đi. Trời trời. Kìa bươi kìa. Đấy giáo anh em ơi. Chắc mình xin được kết thúc clip này rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp anh em những clip sau nha. Ba anh em bây giờ để chạy về mình để con ốc nào bự hư chứ tặng cái vô đừng xì ra nha anh em rồi bơm vô nha. Nhầm có ống bơm tay anh em ơi. Thiệt tới giáo thiệt chứ. Thầy có ốc á, thầy có ốc á. Thầy điệu có ốc luôn. Thầy điệu ốc kìa. Đó đúng 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 đúng, thầy có ốc. Kìa bữa như bữa đắt luôn kìa. Kìa. Vừa xiết vô dặn á em chứ em để vô sao được. Em phải luôn chiếc bông. Không có được.
Chân đuổi luôn sao vắng được trời. Rồi luôn, tới giáo dừa luôn. Vợ tới cứng thiệt trời. Gà. Vặn vào ngon luôn á, thầy luôn á. Đó, thầy luôn anh em ơi. Anh em góp là có đi dọc đường mà giá bị hư xe cứ kê theo cái này nha, lụm nha. Vặn vừa thôi, được rồi đó, chắc được rồi á. Mà không biết nó sẽ ra sao đây anh em ơi. Bây giờ để cho khô đây. Để khô rồi mình bơm lên. Lụm. Ngon luôn. Quá đã luôn. Giờ bấm xe nha anh em. Đó, khá là ok luôn á. Cái gì vậy ba? Cầm nó sao bơm nữa? Đâu có thấy bơm. Không lên mà ơi. Từ từ lên á, đang lên. Không xì đâu. Cái gì không cho. Cứng rồi, ngon rồi, ngon rồi anh em ơi. Bơm hồi bơm cho cứng cho nó phập ra luôn đi. Vô anh em ơi, bây giờ phải khiên cái xe gì mới vô nghe anh em. Nãy đè xuống một bên đó, nó hầm bị hộc một bên đó, nó xì ra hết. Ủa, nha. Giờ phải cầm theo ghế nữa hả? Ông nội này ổng mới bơm bây giờ cái trăm cái anh em. Ê, ai bây giờ đổ thử miếng nước này rồi. Không xì luôn á. Em. Ngon luôn chứ, yếm vậy. Quá ngon. Quá vời. Quá đã. Quá vừa. Trả lời. Hả?